Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay là tiện với lại thứ ba bà gian hàng bánh mì chả cá cả nhà bán cho mấy cô mấy chú trên sân trên nha. Giờ này buổi sáng hồi tối mưa rất là lớn luôn cả nhà ơi, cho nên là đất nó ướt nhẹp luôn á. Giờ là tiền với lại thứ ba sẽ bán nha. Hôm nay mình bán là một ổ như là 8.000. Cái này là bán rẻ nha cả nhà. Bán cho bà con lao động cho nên là lời hơi ít chút xíu. Dạ ba ổ nha. Cho nó về trước nó bán là thuê đi rồi. Bên đây thì tay tiền rửa sạch rồi nha cả nhà, mình cầm bao tay á mình cắt ổ nó đẩy thôi. Bên đây thì bắt chả cá cho nên tiền mang bao tay vô. Đây, cho dưa chua nè. Tươi nha. Hôm nay là bán có nhẹ ngổ. Được không? Được một cái kéo cắt. Được hả? Hai ổ hả chú Năm? Để con chút xíu nha chú Năm ơi. Dạ rồi. Người bán này đó. Ơi, cái này thịt tương này không đi. Rồi gọi lỡ rồi có tương ớt của người đó nha. Đó rồi, đầm lỡ không biết rồi. Còn hai ổ kia khỏi lỡ tương ớt. Ai đấy ai cái gì? Ai chị không biết ăn cay hả? Hai chồng không ăn cay. Ủa gì hả? Hai chồng hợp đó nha. Tim cũng ra cái gian vậy đó. Vậy hả? Không ăn cay luôn. Ở này có ớt này nha. Ớt đâu mà mất sang ớt. Còn mới chiên phình nè. Phình mới ngon lắm ba. Cái nào ngủ với ba gấp riêng cho con nha. Ừ. Bóc mình đó lấy theo phẩm ta. Để cái mâm xếp vô mới được. Dễ bóc. Đợi chiếc thôi con mình. Đợi chị xúc xíu nghe em trai. Đợi chứ mấy người đi xa chứ. Để tới con liền. Đó ngon. Quên hoài tại. Giống như cái kiểu mà là cái bán chuyên nghiệp vậy đó. À, cái gì cũng không có cho thấy món nào chứ. Dặn rồi ngồi cũng quên. Bốc đầy đủ. Rồi là nhớ đừng để nha. Rồi ở đây đừng không để, không để. Để nó nhiều người khác đó. Các em bên còn nhớ, còn nhắc nha. Này. Đứng đồ nhắc nữa con. Ờ. À, đó. Không phải nhắc nữa. Thiệt nữa. Lên tay rồi. Quen. Đúng rồi, dặn đừng để ớt nha. Để ớt cho về tới đâu á, tới đâu. Để trong chậu quất vô cả chờ rồi chạy. Ừ. Rồi thịt với xương như này. Ừ, khỏi lấy rau luôn cũng được. Rồi. Rồi, hấm lấy rau luôn. Rồi, cầm đi. Ừ, thứ ba ơi, qua thứ ba giùm con nha. Cảm ơn nha chị. Cảm ơn nha. Chú Năm mới ổ chú Năm. Mới ổ. Chú ba cầm tiền hối cho con nha. Bữa nay là chả cá nhìn ngon lắm luôn á. Nó vàng mới nó phình lên vậy nè. Dạ bánh mì chả cá nha. Rồi để coi chút xíu nha chú Hòn. Công ty thì công ty vậy. Công ty hả? Dạ rồi. Không ăn dưa chua đúng không? Phải giúp cho Năm cái thằng bé. Mới đi chậu luôn mấy người xa cho phải gì.
Phải làm đi ha. Ừ, phải làm. Cái đứa bé. Dạ dạ. Ta vậy mà kêu tăng lì. Bò lì bò bò lì chị. Lì đánh bò nữa. Rồi có chú năm 16 ngàn. Cái mai hút tiền giùm con. Đạt con gửi không? Đạt cho nó hai ổ luôn kìa. Rồi, cảm ơn chú Năm luôn. Cái hàng nữa đi. Cảm ơn chú Năm. Trời, cái tô anh nậu. Chị này bán đắt quá à. Sáng lâu đổi món mì ăn hợp lý đó bà Năm ơi. Ờ. Làm chừng bé đó. Mày gắp hai ba miếng một lượt đi. Vũ. Gớt. Cắm cái gớt nó tụt chứ. Bóc con bự chứ. Nhỏ là đừng lấy con bự. Bự nó. Cái rũ này nó mòn là nó cũng không có đều. Dạ. Tính mày chả cá. Rồi mày đem lại cho cậu ba mày ăn tí đi rồi mày trả mày lấy của mày. Cái này cho chị, cho chú Hồng, cho chị ấy đi làm công ty với em bé. Rồi xong bỏ xa tới em liền luôn. Bé đây nè, bé ăn xào đi bé ơi. Cảm ơn hai luôn. Rồi con gửi hai luôn. Cảm ơn nha hai. Chào tới của em. Em hai ổn nha, rồi đại chị tiền nha. Chắc ăn là thú ăn á. Chén bở mớ con cái chị. Sợ ngồi nó ấm quá hả? Nó văng hết, dầu giờ nó phải xưa đâu. Dầu giờ nó bị văng nhiều quá bà Năm. Cá văng tay rồi kìa. Giờ nó trắng. Cá văng chơi vậy? Dạ. Của em trước ngõ này cho mình nhìn tiền nha. Đem mày đẳng đi. Chờ chị tiền làm hư mẫu nữa nha. Bán cho này trước đi. Bán này trước rồi làm. Hai ổ luôn hả? À rồi. Ngon. Ngày qua đông quá. Bữa nay cũng không thấy đông. Trời ơi, đi đông quá bán không kịp. Tại bán chị á, chị cho cái khách hàng. Cho Dạ rồi, ở này tới liền. Rồi, nói rồi tới bé này đi, chở vô ăn đi. Mẹ con mẹ đi làm đi. Tao ở nhà sẵn sàng cũng được. Bác cho bà dạ. Dạ rồi, từ từ. Bà Năm có nhà sẵn. Bà dặn cho này mở cả trong chưa? Ba ổ luôn hả? Ba ổ luôn vậy rồi. Đây của em. Qua đưa bà ba tiền cho tiền bé. Ừ. 6 thôi 4. Em hai ổ nha. Chị mấy ổ vậy chị? Em đưa nó tiền lẻ. Dạ rồi, để em xíu nha. Hấp cho tiền lẻ. Đưa 5 ngàn lẻ nó đi không? 5 ngàn lẻ. 30. Bán ngân này đi làm tí nữa ba, đợi xíu đi. Bà ba hai ổ hả ba? Dạ rồi, đợi con xíu luôn. Con bé này đi làm. Đợi em chút nha chị. Này qua cầm giùm chị ngổ hay vàng. Vĩnh á. Rồi đây một ổ nè. Xích lông.
Rồi thái lan bốn nè. Thái bọc. Thái bọc nữa ha. Rồi đây chị tiền. Cho bà. Rồi à, cảm ơn nha. Bán bà bán mắt nữa. 50 hả? Chúng ta có đổi lẻ không? Đổi thì đổi đi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn nha. Rồi không có tiền tao. Để nhường cho bà cũ đăng cái. Bà sẽ thích ăn bánh mì. Bánh ngừ. Đi có hộp rồi. Rồi nữa. Bà ba hai ổ mà. Dạ hai ổ. Em không ăn ga đúng không? Đợi cho tiền khác nha. Đợi cái làm lấy cái bọc kia đi. Dạ mấy mấy bà đi vô trong ngồi đợi cả nhà ơi. Đây hai bà ba. Đây nè, bà nè. Hai ổ. Hai ổ. 16.000. 16.000 bà ba. Gì? Cho bà 5 ổ hả vậy? Thứ 4.000. Sao ổ? Cho bà 5 bả ngộ. Bà ba bá chọc. Dạ còn chứ nhiều mà. 50 ổ gì luôn á, bán cho nào với bà cho đủ mới được. Trời ơi. Căng ngứa rồi. Nãy giờ tôi gãi sọt sọt. Không, nguyên một ổ kiến lửa thằng đó đó. Ai mua? Rồi cảm ơn ba nha. Cảm ơn nhất ba. Dạ chứng kiến là chị còn rồi đợi chị. Bán hẹn ổ nha. Bán hả? Bữa nay bán. Bán cho người bán với sơ ấy đi rồi đi bán đi. Dạ. Rồi. Cái này cây chín gì vậy? Cái này cây chả cá. Chả chi cá chiên. À, có 2.000 luôn. Cảm ơn luôn, chị lấy bánh mì, cảm ơn. Lấy tiền rồi đổi đi. Đổi đi. Đừng có chai thịt, chai tương ớt coi. Dạ rồi, dạ rồi, này của chị nè. Bán cho cái chị đó đi, rồi tới chị. Không thịt tương ớt nha. Còn bỏ ra nha. Này. Chị lấy luôn lên nha. Rồi. Đâu vậy? Thấy là lạ. Thấy mấy ngày nay thôi à. Không. Bán với số đâu nữa hả? Tại vì dám bán. Vậy nha, em nó chỉ. Bánh xuống đây không? Mua mì nè. Cái con vỡ không ăn mì. Bà gọi dưới ba bà hết dưới lâu bỏ mắt. Bà bán hết đến này. Ai chết ngoài ngoài một thuốc rồi ai cũng kể bạn giờ đâu có bán nghỉ đâu rồi nghỉ đâu đó mà à, những nước chạy giật mình quá. Ủa chị hả, có tương ớt nha. Đừng đừng lỡ rồi lỡ tay không có dao gì chứ để xăm cho nó rồi cảm ơn nha chị. Có gì leo gì không? Không luôn nha. Để cá không để đừng có bỏ. Dạ rồi. Để cá không. Đó ổng bị thu mẹ ở đâu rồi. Chị Hồng hỏi chua với đây. Rồi cảm ơn hai mẹ con nha.
không để dưa chua, không để rau hay gì. Dưa leo được không? Năm đâu rồi? Tới tài nè bà Năm ơi. Giận quá ngồi đắng rồi. Ai vậy? Bà Năm. Dạ rồi. Cái ba thu tiền con cái ba tiền cái kia dạ. Ta để 2000 nè, 2 ơi 8000 à. Ta để tương ớt không, để tương ớt nha bà Hải, để tương ớt nè. Của ta 16 đó. Chả bánh mì chả cá. Thôi lên 5000. Rồi thôi 5000. Dạ. Cảm ơn ăn 5 lần. Cho nó dễ để chứ cái gì cũng ăn hết. Thở tối cái bọc giống gì vậy? Hai ổ đi. Đưa nó ổ, ta ổ. Dạ rồi, đây. Cái này của bà Năm nè. À. Có gì mấy ổ vậy? Hai ổ luôn nè, đây rồi. Bà Tư. Bánh mì bà Tư ơi. Nấm nóng này ăn ngon. Để ngang ra đây đi, nấm nóng lại tao quất cho tao uống thuốc, tập thuốc luôn. Nóng dạ, nó chấm từ ớt, dạ. Từ uống thuốc nó ho gì đâu mà nghe muốn tắt tiếng luôn. Dạ rồi đây, cảm ơn bà Năm nhiều. Chó cũng đi theo nữa. Bé không có bị ế. Nói cái bà gì mới cười. Hãy ủng hộ cho ấy. Bán món món lạ lạ, bán hoài cũng đi. Dạ 8000 à bà ba. 7500 đi. Rồi đỡ bớt luôn. Bà đưa con 7500 nha. 7500 nha. 7500 hàng đi chàng. Vậy lấy bọc không gì? Hay cầm. Bọc rồi. Thôi khỏi đây. Khỏi nha. Đây nó này. Để con chút xíu nha bà Tư bà ba. Ừ. Ta cơm nó chín hết. Nè. Mời đi nhắm tới rồi đây. Tôi tính đi bán chích mũi thuốc mà Tadalafil để mà đọc bầu dưỡng mà làm biết lỗi. Ồ bà không có ai chở đi hả? Có mà đi làm biết. Mấy đặng cái này nó nghỉ hè kìa. Dạ. Tính đi bỏ lỡ cái mì này nè. Tí chút tí đó. Dạ rồi đây, có ai trước? Đây. Dạ bà Tư. Dạ. Bà ba chứ bà Tư 8000 đó. Dạ rồi. Tiền để làm bán thôi. Bán rồi.
lấy cái bọc thì chúng ta để tiền cho đi bác. Chúng ta đi gom tiền. Nghe coi chừng lấy tiền nha. Bà 34 em 16 ngàn đó. Rồi. Cái này gì đó ngày nào cũng thấy chả ốc bọc 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 ừ. Mòn mẹ nó mẹ đâu hay quá mình đi dùng như thế đó dạ hổ mẹ chú dạ không con có bà út thấy chú bà út dạ thằng này có vợ chưa phố. Mới được bằng xuôi chưa à? Cháu dạo mà cháu nội mới 14, 15 tuổi à. Vậy đó hả? Đi ấy hoài à. Mua hai ổ, một ổ à. Ổ à. Hồi đó giờ đây, thấy tiền rồi. Hình như thời gian ở bên sông phải không? Không có. Nào ở bên sông? Ở trong những dựng đúng ạ. Cũng ở sông rồi. Cũng qua sông rồi. Một ổ thấy 32. 32. Rồi, thấy 32 luôn. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều. Hai ơi, mấy ổ? Không ăn. Không ăn thì thôi. Dạ. Nhất này vắng khách rồi. Nãy làm không kịp. Giờ là khách lai gai à. Chứ không có đông. Ừ. Ừ. Bà có bánh mì không? À, bánh mì luôn. Có bánh mì không? Là một ổ bánh mì rồi chả cá riêng hay là sao? Đi lấy lấy dĩa đi đi. Vậy là bánh mì riêng chả cá riêng hay chả cá về cho nó về nó ăn không nó bóc không nó chấm mà. Bây giờ bán cũng ổn cái bổ ba. Ờ. Nãy giờ bán cũng 20 ổ gì đó. 3 chục ổ, 3 mấy ổ, 12, 14. Mua đó 40 hả? Dạ 20 mấy ổ rồi đó. Mấy ổ rồi. Sáng không mua 40 ổ. Ở cái phì nó nhìn nó ngon thế này, nó ghê luôn á. Ăn để lại ngủ nó say rồi. Này họ làm chốc dương ngổ. Đông bút dương ở nhà vẫn có bói. Sáng bắt lôi đầu dậy sớm rồi. Nó ngủ chảnh luôn hay gì? Hỏi mẹ con á. Vậy hả? Để ổ. Đây cho con đi. Dạ. Còn mớ nữa hết rồi. Xưa gì à? Ai vậy? Chú Đô. Chú Kaka. Chú Đô ơi, bánh mì chả cá chú Đô ơi. Bánh mì coi. Ăn là ngủ rồi. Mua đi rồi đẩy đó. Lách đóng lên ăn. Nó hồi hết á. Làm một ổ coi. Ừ, vậy đi, tao để đó đó. Cái tấm lên tao ăn. Tấm là đồ đó. Thức đêm mắt sụp luôn rồi chú Đô ơi. Mình cái này lúa nhiều không chú Đô? Nhiều. Cái này là vô tiền. Vô mánh này ha. Ca được nhiều mấy, ca 18 dạ, ngàn. Ca được mấy sĩ. Ca đi lấy gãy cho vợ dẫu nó. Vợ dẫu lắm đó trời. 300 ngoài 400. Cá hả? Trời ơi, có 2 ngàn. Ủa sao cái này nó hấp hơn hồi lần không mặn chứ ta? Đây đông văn. Đông văn quá. Dạ. Thất nghiệp nhiều quá giờ vô mặn quá đông quá ai sẽ ừ. Quay đó dữ ừ. Vậy dạ? Nhiều quá đâu có nhiêu tiền năm đội lên lúa đó trên bờ 6 thằng đó ừ. À, tính mua cái này ra nó nghiệp nhiều vô lò sấy là sấy mới nó đâu có mướn mình đây ha gạo mướn văn của nó ừ mướn đâu bằng tháng chứ không có bằng bằng tháng à bằng cái 6 giờ dạ, nghỉ rồi 8 tiếng à bằng 8 tiếng à cái đổi ca bằng tháng là không giờ bằng ổn tắm vậy bằng đổi ca ờ ừ, bằng đổi ca 8-6 giờ chiều cái đổi ca để đầu đựng tương ở nhà tiệm bán tương nhất trần đâu lấy gần chai người ta ăn đi dạ đây thì con
chọc vậy. Vậy nhà có bán đồ chai nhất cho người ta lấy ăn đi, cũng xách chén mới xin nữa. Lấy viên cho nó. Không phải. Mua nhiêu? Bà không hỏi bên mua nhiêu viên? Tiền. 10.000. Ừ, 10.000. Bán điếm sau 2.000. Bán 10.000 năm sau rồi. Sao nữa? Ở sau 2.000 năm sau rồi. Có bánh mì không? Có bánh mì. Bà mua này không mà bà mua này không ha. Bánh mì phải không? Ừ. Cho thằng Tây đếm sau 2.000 bán cho lại chút mày. Sao cũng được. Biết sao không? Biết sao không? Bán rẻ rồi. Hối mua. Chị chua không? Nó ăn không không? Vậy là không phải không? Ờ, vậy thôi. Rồi, bà ba lấy tiền giùm con. Đây. Nó ăn gì nè? Rồi. Nít nó khoái ăn mà gì đó. Mà ăn gì hả? Bánh mì đây. Còn chó bằng áo. Theo theo. Bánh mì không bà ơi? Dạ được. Được. Ở nhiều cũng bán hết. Nó rẻ chút. À, thịt rẻ chút. Thịt ít chút. Mọi nhà thịt nhiều chút. Dạ chưa chua thôi, ba không có gần. Cái này còn bán với số nữa mà bà. Nghĩ rồi. Nó kéo cắt khúc khúc nhỏ nhỏ ra đó. Nó cắt nhỏ nhỏ khúc khúc chỗ. Có kéo hồn, có kéo. Để cắt được không? Bán nghệ cho bà. Thôi đừng để nó khai không? Dạ he he. Tập ăn cho biết. Ăn đầy đủ vị nó mới ngon. Cái gì nó không ngon. Rồi con ba lấy tiền giùm con đi ba. Ba con ba. Rồi con gửi luôn. Cảm ơn nha bà. Dạ. Hai con cá biển. Cá hường. Cá hường biển. Uống cà phê đi. Mày ơi. Ê đây hai. Ơi hai mẹ con mão hết thì rẻ. Bán rẻ, bán ta 8.000, bán hai mẹ con 10.000 thôi. Ừ dữ à. Dân nhà giàu. Trả không mà cho ba khía được. Mấy ổ đây. Ổ đi trả cho tao ăn đâu. Hai ổ đi. Hai ổ nha. Rồi nhận ổ. Trả không ăn được. Không biết ăn. Cho ba khía với con cua được rồi. Ở đâu mình thì mình tiện mua một cái đó ăn. Ngon lắm đó. Ăn lâu lâu đã món ngon. Trời ơi, bự với bả kè. Bự thôi đi. Không đủ thôi, thôi trời. Thôi đủ không nên dịch cái kiếm có được. Tắm mà hồi quá trời tắm luôn. Ừ. Kiếm 50 thôi mới có, không được có 50 được có 2 tắm cái gì nè. Đó là hỏi từ nhỏ cho mà khía đi ăn bánh. Có không? Có cho Hiếu á quầy. 104. Giá 100 nè quầy. Ừ, giá 100 được rồi. Giá 100 có điện thoại rồi. Hồi lại 8 năm mấy ngàn thôi được rồi. Ở đầu dưới đây 10 ngàn nè, 20 ngàn. Không, bây giờ người ta mắc hồi. Có hồi rồi, hồi đi. Hai ở 16 nè, tới 84 ngàn. Giờ mắc hồi rồi. Hồi rồi. Nè, 84 ngàn. Bánh mì chả cá. Bánh mì chả cá. Vì chiên nóng thổi, vừa thổi vừa ăn. Ai ăn gấp thì gớt găng. Ai ăn nhiều thì tức bụng. Dạ, cảm ơn cô Hoa nha. Mấy ổ gì? Ổ gì? Ổ 8.000. Ừ. Một ổ. Đầy ớt. Đầy đủ đi. Dịch đó bà nuôi hay bà điếm bán lại? Hả? Của ông anh á. Gì hả? Của mua hồn. Cái gì chục gì? Bỏ gì bỏ có cho người ta bán lại hai hai á. Trứng vịt nó gọn. Nó gọn. Không được bự nha. Không gọn là anh hai nha. Ừ. Tại trứng vịt bự người ta bán. Ủa gì bán ở đâu vậy?
Có hột gà không? Có hột vịt không? Không. Để tí thôi. Chúng đi lấy nữa nè, con anh đó. Ờ. Nhà đâu có biết đâu. Trong nhà mấy đó. Nhà bà bé Tư đó. Ờ, số hè đó. Bé Tư á. Chị dâu bé Tư á. Thì cái sau nhà chị Phượng đó. À, sau hè có bột giảng á. Dạ rồi. Nha, có mua tí không? 22 hả? Ờ, nào có mua ghé mua. Một trăm trứng vàng chút trở về ăn cho lòi gẹn biết sao mua tiếp đi ghẻ nữa đi tuốt trong cần đăng tuốt trong kinh cà lê chở đó không phải dễ đâu. Cũng vậy đó vậy đó trong đó nó ghẻ tao muốn lắm mà gửi luôn với ba lấy tiền thôi ba ổng chạy về cấu trọng á mình mới đưa tiền rồi cảm ơn nghe dạ hai vợ chồng mua có ổn hai chồng ăn ổn thôi người nữa ổn người tình tử ba để hết cho luôn đi ba nó bị ấy kìa hết ga kìa không muốn ba nhận luôn ở nhận luôn hả trời ơi, lu 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 chi nhiều quá nó khét từ 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 còn nữa nè tôi còn dính trong đây như hai bà hạ một cục nè hai một ổ nó chia nghe quá à ê mai mốt cho mượn nha mốt mà đừng đem đồ đi lên chứ ghé đây mà anh mày chạy ơi ghé lên bà hai cái việc mượn bỏ đi cái chảo nó vậy mà tiên bộ nít có văn có chảo chồng dính cho mấy văn ôi à cảm văn ôi à dính là mày văn tính mì cha cá 8.000 mẫu mấy ổ vậy chị dạ mình đó không có tiền không có tiền đúng không về đi đứng nước cũng cãi có nha nên trời mà thiếu không thiếu luôn quýt lên chợ là bảo gì chứ đi phát cám đi chụp đi trời không có mình bỏ cám đây con gửi hai luôn trời khó chuyện cảm ơn nghe hai 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 ba lấy tiền bên đây ba ơi đây đây khó chuyện mình luôn cái sao đưa tiền bự đi để giết này là mình có tiền thối rồi ở đây con ngồi lấy hơi đi rồi lấy hơi thôi tôi mở hàng chơi im lắm nè sáng giờ bà chưa mua sáng giờ bà chưa mua đó bởi vì bà ế tới giờ đó chứ bà mua hết rồi còn gì nữa ngày mua hàng lại cho hết á dạ giờ này tao nấu cơm mà đồ ăn rồi bà cái này đi chợ hết rồi đi chợ hết rồi rồi cái gì tiền ấy vốn lấy 35.000 hết bọc kia lấy bọc này đỡ gì mày bánh mì đây bánh mì nóng hổi đây rồi cảm ơn nghe gì này còn mấy ổ nữa 2, 4, 6 ổ nữa ba ơi sao ổ nữa rồi 2, 4, 6 chú còn ăn chưa ta vậy hả à ổng không ăn chứ ổng ăn là ổng mua ổng không ăn chả cá thì ổng ăn bánh mì không được cá cho cha ao con không ăn mày ơi mày ơi tiếp ơi còn năm ổ sao ổng nha ừ qua ở nhầm ổ bảy một ổ nãy giờ chị mua đó về ta ăn rồi vậy hả về bà đã đảo lên mỗi mì ấy nữa đây mời về bầm bầm thi mại bán bà làm hai ổ đi hai ổ luôn ha mày ném miệng nít nó thái nè thịnh như người kia dạ bà nó ngổ nó về chắc chắn được ba ổ còn nhiều không dạ còn ba ổ là mới là lạ hai ổ 16.000 ba ổ đi có 24.000 vợ chị nãy mua ba ổ đó nó ổ ăn được cái gì ổ 8.000 ổ 8.000 ổ 8.000 bán rẻ cho bà con mình ăn à, 16.000 tôi đừng để dưa leo nè chị ba đừng để dưa leo dạ coi ổ
chuyện. Còn mấy bà ổ mua hết bà ổ nha. Không biết đủ giá cá không. Thôi đi cho cá rồi. À, ông bà ăn tương mà tại giờ bà không mua, bà ngồi ăn sao bà bảo hộ con với bà. Bà bán bằng tôi lại, tôi mở hàng lại cho bác sao. Tôi mua rồi bà mua tầm 7 tầm 3 vậy nó ăn rồi. Ăn lần 7. Ông bà ăn vừa miệng nó ăn rồi. Không thấy cái nào vừa vừa nó thích thì nó ăn. Tầm 7 đâu. Mua khai ổ. Rồi khai ổ bán bà đó ổ rồi còn bà ổ bà quyền. Chết luôn. Hết luôn ha. Dạ hết luôn. Hết cá rồi chứ không phải lỡ trên mì còn. Không phải mì con. Vậy ta kéo ra sao cho hết. Ê, cái đằng con. Nước mắt này à. Bán mấy tiền cho đắng băng đó. Để nhẹ nó băng đó. Nó không ăn dưa leo hay gì đó hả? Để luôn. Con quen tay. Bán có đầy đủ. Thôi mà đợi lâu rồi cởi mà đi giờ mới rút dưa leo ra. Đừng để ra một lễ luôn. Cái này không biết ăn là tập ăn cho biết luôn nè. Này cho mấy đứa cho nít không? À, nhà tôi người lớn vậy đó. Mua bánh mì dạ. Rồi cảm ơn nghe vậy. Ông ăn rau. Má đầu cồn. Má ăn mấy chung cồn. Cái thêm nhiều thì để cho đèn ngặt lại có một cái một. Cái đó xin cho sấm chiếu không? Vậy là ổ còn hai ổ còn. Bà lấy hai ổ còn. Hai ổ không? Còn ổ. Còn ổ ông hai ông ra ông mua ủng hộ nè. Pha chế là chả cá bên đây là chả cá đến gì muốn. Ổ không ăn chả cá bên đây, pha chế chả cá bữa đi. Tưởng nổ mà tư. Ông ăn chả cá gì mà ông vậy là ông hai có tương không? Ông quý không tương. Quý anh ta ăn tương mới có đặng tu thiền lợi. Quý có ghê không? Đỡ ra. Làm này mình nói ra hai ổ 16 ngàn. 16 ngàn đúng rồi. Nói ra ổng sống dữ ổng. Phần. Nó lỡ lên này. Thì nó đang mì ông hai. Mì kìa. Trời ơi nhỏ hiện sợ. Đâu đâu. Đâu lại hai cây. Mới kêu đau bụng. Thì giờ anh đỡ xuống đây. Đau bụng. Đau bụng kiểu. Thế ông tôi dùng chấp chồng chế hết tao liền. 16 ngàn. 30 cái bánh cam được 15 ngàn, bù vô ngàn. Vậy hả? Là sao? Bán 30 bánh cam là 16 ngàn, 15 ngàn. Thôi tặng chốt luôn đó. Chốt đồng nghiệp. Tặng ngàn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. 30 cái bánh cam lời 15 ngàn. Đó ngàn. Lấy 10 ngàn thôi, trả là 6 ngàn đây. Không có lời được đồng nào. Nè, trả là 6 ngàn đó. Tội nghiệp quá, cho lời được 5 ngàn đó. Trời ơi, tội nghiệp chơi không? Sáng giờ bán mấy cái bánh cam hả? 30 cái lời 15 ngàn. 30 cái lời được 15 ngàn. Mày biết lại mày lỗ ăn hết rồi. Kệ đi không sao. Vậy nó lỗ nhiều không sao. Để bà này bà lỗ ít đi. Tiền nó lỗ không sao, lỗ nhiều lắm, nó không lỗ ít. Ai buôn bán đồng nghiệp muốn mua nhau. Bỏ vậy. Đồng nghiệp nhau ủng hộ. Mình thấy bà ấy gì nữa mình bán ấy làm sao thôi kệ. Tiếp qua tiếp lại. Rồi đây, cảm ơn ông nghe. Cảm ơn luôn. Còn ổ cả nhà ơi, không ai ăn nha. Ổ mua. Mua lắm. Ông muốn từ không muốn mua lắm. Ông hai ông ăn là ông mua từ giờ rồi. Đứng cười thì nãy giờ đó thấy không? Tôi mua ổ mì luôn. Dùng 6 ngàn bán ổ mì nữa kìa. Ngay rớt ra nè. Mua cái mì luôn. Trời chơi luôn, nhân chơi luôn rồi. Ôi trời ơi trời ơi. Còn không ai mua thì bá ăn. Mời nghe ngỏ. Bà nói cái chút chỗ vắng đây này nhà. Thì bác cho ông thương ma kì à. Bác cho ông thương đây cái bộ mối lít rượu nữa cho ông. Ừ. Ngồi mua ăn nhín gì tới chịu không có lỗ mì với trời. Vậy hả? Cho ông lít rượu nó làm xỉn luôn. Cục kẹo còn nhậu được. Ghê vậy. Nhậu gì mà. Có cục kẹo mà cũng nhậu nữa hả? Phải rồi, uống miếng rượu vô đang bắn nhậu cục kẹo tiếp tục.
không ra mua kem hơi bút mù có ngon hai là chịu nhậu không cái gì nhậu rượu với cái kem hả thấy ghê không gãy lo đi nói lo gì cho bà cũng mua chổng cái ổi đi bà ổi không có găng ăn không á lấy cái bọc này dọn vô bày ơi nè nè em cái bọc luôn đi để đây nè rồi cảm ơn nhé rồi cảm ơn luôn cảm ơn nha bà con rồi bán bây giờ là đếm đi cái bỏ này thì 10.000 đi lại được kêu 10.000 đi thì vốn vốn quá 100, 150 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 300 320 320 hôm nay thì là chắc cũng tầm khoảng 50.000 nha cả nhà. Tại vì hôm nay tiện bán bánh mì chả cá là bán kẻ cho mấy cô mấy chú ở đây là buổi sáng thường thì mấy cô mấy chú hay đi làm á cho nên là bán lời ít nha. Thì tiện cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt chú chị video sau. Bye bye cả nhà.